ông cóc này tính mở một công viên khủng long, nhưng bị chính phủ sờ gáy và cử thanh tra tới xem xét, nếu mọi thứ ok thì mở tiếp, còn không thì dẹp. Đối mặt với chuyện đó, ông ấy đã mời 3 chuyên gia đến tham quan và giúp mình chống lại thanh tra. Ban đầu ông ấy rất tự tin rằng, sau khi tham quan xong nơi này 4 người bọn họ sẽ rất thích, nhưng có cái nịt, chưa gì hết trơn mà hệ thống xảy ra lỗi. Mọi người bị một con khủng long dí muốn tụt quần, ngay cả cháu của ông chú già kia cũng gặp nguy hiểm về tính mạng. Liệu sự cố có được khắc phục hay là hòn đảo này sẽ là nơi họ trở thành tăm xỉa răng cho đám quái vật khổng lồ? Nhóm người này đang vận chuyển một số con khủng long thì lại xảy ra tai nạn lao động, khiến một nhân viên thiệt mạng. Dù Hammond đã bồi thường thiệt hại 20 củ cho gia đình có công nhân bị nạn, nhưng chính phủ vẫn xem đây là một mối đe dọa và có thể gây ra một thiệt hại lớn. Thế là họ cử một thanh tra đến để xem xét tình hình nơi này, nếu mọi thứ không đảm bảo an toàn thì dẹp luôn. Đối mặt với nguy cơ ấy, Hammond quyết định mời 3 chuyên gia đến giúp mình bào chữa. Một là Ian, một chuyên gia có uy tín và kinh nghiệm trong nghề. Tiếp theo là 2 nhà cổ sinh vật học tiến sĩ Grant và Sattler. Nhưng có một vấn đề ở đây là để mời được 2 người này rất khó. Bọn họ chỉ đam mê công việc đào bới xương cốt hóa thạch thôi. Thế là Hammond phải đích thân đi đến nơi họ đang làm việc và đưa ra lời mời. 2 người trông rất thích thú, nhưng họ vừa tìm được một bộ xương khủng long mới, nên chẳng muốn đi đâu cả. Hammond thấy thế thì liền bảo đi mọi công việc khai quật hay gì đó của 2 người trong 3 năm sau đều được tài trợ bởi tôi. 2 nhà khoa học nghe có kèo thơm thì chốt liền chứ dại gì mà từ chối. Thế là 5 người cùng nhau lên đường tới hòn đảo bảo tồn khủng long. Thanh tra Donald mạnh mồm bảo chắc chắn sẽ khiến ông dẹp luôn cái khu bảo trợ này. Ừ gáy đi tí nữa đừng có quỳ xuống xin lau cây cột đình làm hòa, rồi hợp tác nha. Lát sau họ đã lên tới đảo, vừa đi sâu một chút thôi thì Grant đã há hốc mồm và khều đầu Sattler cho cô ấy banh mỏ ra chung. Trước mặt bọn họ là một giống khủng long có tên khoa học là Brachiosaurus. Dù ăn cỏ nhưng hãy nhìn thể trạng nó xem, còn to hơn cả khủng long Titanosaurus. 2 người kia đã nghiên cứu hóa thạch khủng long rất lâu, nhưng tới bây giờ mới tận mắt thấy được một con. Chưa hết bất ngờ thì họ lại trông thấy một cảnh khó tin khác. Những bầy khủng long đang sinh sống một cách bình thường ở thế kỷ này, hết sức là vô lý đi mà. Hammond liền dẫn họ tham quan, giới thiệu qua về cách hồi sinh những con vật đã tuyệt chủng. Ông dùng những mẫu ADN từ trong những miếng hổ phách lâu đời có tuổi thọ gần cả trăm năm, phục dựng hơn 3.000 mẫu ADN của những loài khủng long xưa. Tiếp đến là bổ sung những mẫu thiếu sót bằng những động vật có ADN trùng khớp. Đó là lý do mà tại nơi này có rất nhiều bầy khủng long như vậy. Họ kiểm soát chế độ sinh sản của chúng bằng cách chỉ tạo ra những con cái, còn con đực thì không, hoặc chỉ chế tạo lúc cần. Ian nghe tới đây thì không thấy đồng tình với cách làm này. Sẽ có một ngày chúng tấn công lại chúng ta vì sinh tồn. Anh nghĩ một bầy toàn cái có thể tự sinh tồn à? Tôi không nói trước, tôi chỉ nói theo quy luật tự nhiên thôi. Sau đó Hammond lại cho mọi người xem cách ông và những người ở đây nuôi sống những con khủng long con. Họ sẽ quăng những con bò xuống cho chúng ăn. Khi nào chúng tới độ tuổi có thể tự sinh sống được thì thả đi. Sau khi xem xong những điểm này thì Donald lại đổi ý muốn xin một chân vào làm ké khi khai mạc cho mọi người tham quan. Nhưng Ian thì không nghĩ thế. Anh cho rằng Hammond đang làm một điều rất nguy hiểm khi phục dựng lại đám khủng long này. Hammond thì cho rằng anh quả bảo thủ. Nếu ông sản sinh ra những sinh vật đang trong sách đỏ thì chắc anh sẽ nghĩ khác. Không đâu, những sinh vật trong sách đỏ kia bị tuyệt chủng vì tác động của con người, như phá rừng chặt cây, còn khủng long thì khác. Chúng đã có thời kỳ huy hoàng từ vài chục triệu năm về trước, thiên nhiên đã thấy điều đó, và cho chúng tuyệt chủng để những sinh vật khác thay nhau tỏa sáng. Không chỉ Ian thấy thế mà cả Grant và Sattler cũng gật gù với điều anh nói. Hammond cạn lời luôn, thằng đến chống mình thì quy thuận, còn 3 thằng đến giúp thì lại chống mình, méo hiểu kiểu gì luôn. Dù được 3 chuyên gia cảnh báo như thế nhưng Hammond vẫn bỏ ngoài tai, ông sẽ đưa mọi người đi tham quan công viên khủng long để họ thay đổi suy nghĩ. Thứ chở họ là những xe điện rất thân thiện với môi trường, chỉ cần leo lên thôi không cần lái, nó sẽ tự động đi theo điều khiển của lập trình viên. Ban đầu Hammond rất tự tin với chuyến đi này, nhưng lúc vào phòng điều khiển thì mới phát hiện chúng có lỗi. Hammond bảo tên mập này sửa lại nó ngay, tính mạng của mọi người đang nằm trong tay hắn mà hắn cứ nhởn nhơ như không có gì, thậm chí còn bày đặt bất mãn vụ tiền lương nữa. Ác hơn, hắn còn lên ý định cướp đồ của Hammond bằng cách lên kế hoạch tắt hết các thiết bị điện về hệ thống an ninh trong lúc có người đi tham quan công viên giải trí. Quay lại với nhóm người Ian, khá là thất vọng khi 2 lần đi qua khu vực có khủng long nhưng chả thấy con nào cả. Bọn họ chán nản tới mức phải tự đi xuống tìm thấy một con để tham quan. Rất may là họ thấy một con khủng long đang bị bệnh và đã được tiêm thuốc mê để nghiên cứu. Thế là cả bọn được một phen sờ soạng thỏa thích. Sờ một lúc rồi thì Sattler bắt đầu đặt câu hỏi nó có triệu chứng gì. Bác sĩ bảo nó bị mất cân bằng phương hướng và rối loạn. Sattler nghe thế thì nghĩ chắc nó đã ăn phải một loại thực vật nào có độc. Cô cũng đã tìm được một loại thực vật mang độc tính, nhưng khi kiểm tra phân thì lại không có manh mối trùng khớp. Cùng lúc này sắp có một cơn bão đổ bộ tới hòn đảo, cơ quan điều khiển đành ra lệnh gọi mọi người về. Ai nấy đều rời đi, chỉ có Sattler muốn ở lại chữa bệnh cho con vật, cũng vì lý do đó mà cô thoát một kiếp. Vì thằng mập đã chọn lúc đó để tắt hết các hệ thống điện,
hệ thống camera, hệ thống vận hành xe. Sau đó hắn vào phòng chứa DNA cướp những thứ mà hắn cần rồi rời đi. Nhóm người Ian đang trên đường về thì xe đột nhiên ngừng hoạt động. Bọn họ cứ nghĩ chỉ là tạm thời mất điện thôi nên ngồi đó đợi. Nhưng ối rồi ôi, dừng chỗ nào không dừng, lại nhằm ngay chỗ con khủng long Tyrannosaurus. Cũng cùng lúc này nó đi săn, mọi người phát hiện ra nó thì đã trễ. Hàng rào mất điện nên bị nó phá nát như đồ chơi. Lẽ ra mọi người sẽ an toàn nếu không gây tiếng động, vì thị lực của loài khủng long bạo chúa rất kém. Ấy vậy mà báo con này lại dùng đèn pin khiến nó chú ý. Hai chị em ban đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ lát sau bọn nhỏ đã không nhịn được mà la hét ầm cả lên, khiến khủng long biết bên trong có con mồi. Thế là nó điên cuồng tấn công và làm lật chiếc xe. Cũng may mà Grant và Ian nhanh trí, dùng pháo tín hiệu để thu hút nó chạy đi tạm thời khiến hai đứa an toàn. Ông cóc kia đang đi ẻ thì tới công chuyện, ngôi nhà bỗng nhiên đổ sập, còn bản thân thì bị thịt mà chưa kịp dặn nội công. Bên kia Grant, Chi mới cứu được một đứa thì con khủng long đã quay lại. Nó điên cuồng tấn công khiến Ian phải mang theo Alex đu dây tránh nạn, nhưng còn Tim trong xe thì thảm thôi rồi, cậu bé bị đẩy rớt xuống phía dưới. Cũng may có cái cây ngăn lại còn có cơ hội sống, mà có sống chắc cũng sợ vỡ trứng rái mất rồi. Quay lại với thằng mập xúc vật kia, trên đường tháo chạy bánh xe của hắn đã bị kẹt, hắn bước xuống móc dây vào cây rồi đi lên xe lôi đi, thì gặp một con khủng long khác. Hắn thấy nó nhỏ nên không sợ, nhưng đâu biết đây là loài dùng độc để tấn công và ăn con mồi. Tên ngu này thấy nó xù mang ra, thì không sợ để rồi ăn một bảy đọc vào cái mồm, không thấy đường lên xe té sấp mặt lở. Lúc đấy cái lọ đựng mã DNA đã bị rơi nhưng tên mốc không hay, hắn vẫn mở cửa lên xe tiếp. Chưa kịp làm gì thì đã thấy ông bà hiện lên đi thôi thằng mặt lở. Lúc này bên phía Hammond cũng đã phát hiện vấn đề, họ cố gắng khôi phục lại hệ thống nhưng bất thành vì chỉ có thằng mập mới làm được. Thế là bây giờ chỉ có thể cử người đi rước lũ cháu về thôi. Bên phía của Grant, sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì anh leo cây cứu ông cháu kia. Cũng may là rớt như vậy mà ông cháu không có sao, vẫn sống nhăn răng như thường. Bảo là leo xuống đi nhưng Tim lại nói nhìn cái độ cao này, Chim ngay háng còn không dám ló ra nữa nói chi chèo. Đang ngồi than thở thì con xe nó lại lăn xuống, thế là dù sợ ra sao thì cũng phải tụt nhanh như tụt quần. Vừa xuống tới nơi thì chiếc xe cũng rơi xuống, may là Grant ôm Tim nằm xuống kịp, không thì hai chú cháu chỉ có về nhà mùng 1 với 15. Trên kia Sadler đã tới và tìm thấy Ian nằm như đống cát, cũng may anh chưa tèo vẫn nói được. Sau đó hai người cũng đi tìm Grant nhưng không có gì ngoài chiếc xe. Lúc này Ian lại cảm nhận được con khủng long sắp quay lại rồi. Anh hét họ nhanh lên không thì làm mồi nhắm cho con một lần kia bây giờ. Họ vừa mới để xe máy lên mà chạy thì con khủng long cũng đuổi tới. Ian sợ quá mà lùi lại đụng phải cần gạt, xích rái qua một bên coi đụng cần gạt rồi kìa. Cũng may là anh xích ra kịp cho ông chú tăng ga không thì tèo cả lũ. Tuy là không cứu được cháu mình về nhưng Hammond cũng không lo lắng mấy, vì ông biết không ai có thể chăm sóc tốt cháu ông tại một nơi toàn là khủng long như ở đây đâu. Và đúng là như thế, dù bảo đang chạy trốn nhưng cả ba không có nguy hiểm gì cả. Grant tìm một cái cây khá cao cho mình và hai đứa nhóc an toàn ngủ. Ngủ dậy còn được ngắm khủng long Brachiosaurus. Lex do bị khủng long dí nhưng không sao, vì đám này là loài ăn cỏ, chúng ta không gây nguy hiểm cho chúng thì chúng không tấn công chúng ta đâu. Ngắm xong khủng long thì ba người lại lên đường tìm chỗ liên lạc, nhưng lúc ấy Grant phát hiện ra trứng khủng long. Bây giờ anh mới nhớ lại lời nói của Ian, động vật luôn có cách sống của riêng mình. Tim bảo tại sao một khu vườn toàn loài cái mà có thể đẻ con. Trong quá trình hoàn thiện DNA họ đã dùng một số loại DNA của ếch, có một số loài ếch là loài lưỡng tính hay có thể chuyển đổi giới tính là cái, và được tùy theo ý muốn, đặc tính này đã được loài khủng long tiếp nhận. Coi bộ Hammond đang tạo ra thứ vũ khí hủy diệt như lời Ian nói rồi. Lúc này bên phía Hammond đã nghĩ ra cách khắc phục tình trạng tồi tệ này. Đầu tiên là họ sẽ tắt hết các công tắc điện chính được điều khiển bằng lập trình. Sau đó bọn họ sẽ cử người đi bật công tắc điện dự phòng lên. Ian què quạt giờ mà đi thì chỉ có Liệm. Hammond thì khỏi nói, giờ ông mà ra ngoài chưa bị khủng long ăn, cũng bị nó dí cho phọt mỡ mà niệm. Nên chuyến đi nguy hiểm này sẽ do Sadler và một vị bảo vệ thực hiện. Ban đầu chuyến hành trình không có gì nguy hiểm, nhưng vị bảo vệ lại cảm nhận được có khủng long đang săn mồi, và hai người đã là mục tiêu. Ông bảo vệ kêu Sadler hãy chạy về phòng kho đi, ở đây để tôi lo. Nhưng Sadler vừa đi thì ông cũng xảy ra chuyện, đang định thông đít con này thì bị con khác bay lại đớp, thế là đi đắp chiếu. Sadler vào tới nhà kho liền đi theo chỉ dẫn của Hammond nhưng rốt cuộc lại tới ngõ cụt. Thôi ông phắn qua một bên để đọc sơ đồ cho. Ian bảo cô có thấy các đường dây điện không, cứ đi theo nó, thì ta sẽ tới chỗ máy phát điện. Sau đó Sadler nghe theo hướng dẫn của Hammond bật máy phát điện lên, kế tiếp là mở các công tắc ra và nhấn vào nút đỏ để cho phép dòng điện chạy tới các hệ thống an ninh. Cùng lúc đó ba chú cháu Grant cũng đang leo qua hàng rào điện để quay về trung tâm điều hành. Hai người kia đã leo xuống còn Tim thì chưa. Grant thấy đèn tín hiệu cảnh báo hàng rào sắp có điện thì liền hét ông cháu nhảy xuống đi. Anh định lên cứu Tim xuống thì cu cậu đã bị dòng điện trên hàng rào bắn xuống và tắt thở. Cũng may là chưa chết vì Grant kịp thời sơ cứu. Sau đó anh dặn hai đứa trẻ đứng im chờ, còn bản thân quay lại tìm mọi người.
Nhưng Grant chưa đi được bao lâu thì tới công chuyện, từ đâu tòi ra một con khủng long bé bé. Nó đớp một phát thì mất luôn cái mình chứ không nuốt như khủng long bạo chúa. Lex nhanh chân dẫn thằng em đi vào nhà bếp trốn nhưng cũng không thoát, không hiểu sao nó lại học được cách mở cửa và đi vào như con người vậy. Không phải một mà những hai con, họ phải dựa vào những dải bàn mà lẩn trốn. Nhưng Tim đã vì sợ hãi mà không đi theo chị xém bị phát hiện. Lex đành phải lấy thân ra dụ nó cứu thằng em. Sau đó hai đứa nhanh chóng phối hợp thành công nhốt một con lại. Vì quá sợ nên hai đứa trực tiếp chạy ra ngoài thì bị phát hiện. Cùng lúc này Grant và Sadler đã quay lại. Hai người nhanh chóng dắt hai đứa vào phòng điều khiển. Sadler định bật lại hệ thống an ninh nhưng bất thành, vì Grant không thể một mình chống chọi lại một con khủng long được. Rất may mắn Lex biết cách vận hành của mấy thứ này. Cô bé đã ngồi lên máy tính và bật hệ thống khóa cửa lại. Sau đó là bật hết các hệ thống còn lại. Hai người kia định gọi cho Hammond và bảo mọi thứ đã hoạt động, giờ hãy gọi máy bay cứu hộ tới. Lúc sắp rời đi thì con khủng long kia đuổi theo, hại mọi người xém té sắp mặt đất mà tèo. Tình huống tới đây chưa đủ tồi tệ, hay sao mà lại có thêm một con khủng long xuất hiện, dồn mọi người vào cảnh ngàn cân treo sợi lông chân, không biết làm gì ngoài chờ chết. Nhưng lúc này con khủng long bạo chúa đã đến và tấn công một trong hai con. Con khủng long còn lại thấy thằng bồ tèo bị đơm, cũng lao tới ăn miếng trả miếng, ai ngờ cũng bị cắn chết tươi. Grant không ngốc mà xem chúng tàn sát, anh nhanh chóng dẫn mọi người chạy ra ngoài thì Hammond đã tới. Thế là mọi người cùng nhau lên xe và đi tới chỗ trực thăng đã đợi sẵn, sau đó thành công rời khỏi cái đảo chết tiệt này. Và video hôm nay đến đây là hết, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.